Nhằm tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em phụ nữ ở nông thôn, ý tưởng thành lập Tổ Phụ Nữ Giúp Việc Nhà của Hội Phụ Nữ tỉnh Đồng Tháp ra đời. Qua gần 5 năm hoạt động, mô hình đạt nhiều hiệu quả khá tốt, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hộ. Riêng với dịp lễ Tết thì nhiều chị em trong tổ phấn khởi hơn vì có nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập để mua sắm Tết. Bà Nguyễn Thị Hòa, năm nay bà đã 70 tuổi. Thông thường ở độ tuổi này, ít được sử dụng lao động. Tuy nhiên, từ khi tham gia vào tổ phụ nữ giúp việc nhà ở ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, bà Hòa đã có công việc thường xuyên và ổn định hơn, nhất là vào dịp lễ Tết. Thấy mình vô cái đội này nó vui mà lại nhiễm mặn, nó cũng có tiền thu nhập vô trong gia đình. Đó, như là ngày Tết cái mình làm được 1-2 triệu gì đó, cái mình mua bánh mứt đồ này kia vô. Ngoài giúp việc nhà thường xuyên, các thành viên của tổ phụ nữ giúp việc ở nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng tất bật với các công việc ngày xuân như hái lá mai, chùi lư đồng, trang hoàng nhà cửa, vân vân. Có thể thấy, tổ giúp việc không chỉ giúp chị em có việc làm, tăng thu nhập, mà còn tạo không khí lao động ngày xuân ở nông thôn thêm rộn ràng, vui tươi. Rủ nguyên trong cái tổ ra, thay phiên nhau đi chia, Tết thì đặt lá mai, Tết thì lau chùi lư, rồi dọn dẹp nhà rồi vậy đó. Làm thì bình quân vậy thì khoảng ngày khoảng cũng 100 mấy 200. Cứ vào dịp Tết mà mỗi năm thì năm nào cũng vậy, thì công việc nhà thì nó nhiều, dồn dập nhiều công việc, nên tôi có mướn một tổ phụ nữ giúp việc nhà đó, làm công việc chùi lư, rồi lặt mai, dọn dẹp nhà cửa. Mấy chị này làm rất nhiệt tình, sạch sẽ, kỹ lưỡng. Mấy chị này làm cũng đắt lắm nha, mình phải cho hay trước, chứ nếu mà cho hay trễ là không có mướn được nữa đó. Hiện nay, mô hình tổ phụ nữ giúp việc nhà được lan rộng khắp các chi tổ hội phụ nữ trong tỉnh, tạo hiệu quả tích cực cho nhiều chị em, nhất là những phụ nữ thuộc hộ khó khăn, hộ nghèo có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Chiều ngày 29 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2024. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi được đón nhận những tình cảm nồng ấm của các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương, quân đội và các ngành dành cho lực lượng cảnh sát biển trong năm qua. Bằng những tác phẩm báo chí chất lượng cao, giàu cảm xúc, hình ảnh chân thực, nội dung nhân văn, các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần lan tỏa phẩm chất bộ đội cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển tới nhân dân trên cả nước và bạn bè quốc tế, giúp lực lượng cảnh sát biển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tặng bằng khen cho 22 tập thể, 38 cá nhân thuộc các cơ quan thông tấn báo chí vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về lực lượng cảnh sát biển năm 2023. Tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024 diễn ra tại Lào, Việt Nam có 25 địa phương đơn vị tôn vinh ở 6 hạng mục giải thưởng, trong đó giải thưởng thành phố du lịch sạch được trao cho tỉnh Thừa Thiên Huế, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều khách sạn nổi tiếng như Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Majestic Saigon, Salinda Resort Phú Quốc Island, Vinpearl Resort and Golf Nam Hội An cũng được xướng tên, đặc biệt khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và di tích Làng Cổ Đường Lâm cũng là những cái tên được vinh danh. Những giải thưởng uy tín này là minh chứng cho những nỗ lực chất lượng thương hiệu của các địa phương, đơn vị của du lịch Việt Nam, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong thời gian qua. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng hơn 10% so với tháng trước và tăng trên 73% so với cùng kỳ năm trước. Khách châu Á vẫn là nguồn khách chính với hơn 1,1 triệu lượt khách đến trong tháng 1. Đứng thứ hai là nguồn khách từ thị trường châu Âu với hơn 200.000 lượt khách. Tiếp theo là châu Mỹ, châu Úc và châu Phi. Với chính sách xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam được thực hiện rộng khắp, cùng với việc Việt Nam là điểm đến an toàn, nên năm 2024 này dự kiến sẽ thu hút được lượng khách quốc tế lớn. Theo mục tiêu đặt ra hồi đầu năm của toàn ngành, Việt Nam sẽ đón 17 đến 18 triệu lượt khách trong năm nay. Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn đang tới gần, Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Ngày hội bánh chưng với sự tham gia của hơn 140 thành viên sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập trên địa bàn, cũng như đông đảo bạn bè quốc tế. Ngày hội bánh chưng là một sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động mừng xuân Giáp Thìn 2024 do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp phát động, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, nhằm gắn kết các bạn trẻ đang theo học và công tác tại thành phố Paris, không có dịp trở về quê hương đón Tết. Thông qua Ngày hội bánh chưng, Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Paris mong muốn quảng bá hơn nữa văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam tới bạn bè Pháp và quốc tế. Tại sự kiện, các bạn trẻ đã được tìm hiểu cách làm một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh, cùng với đó các tiết mục văn nghệ đặc sắc và nhiều trò chơi dân gian đậm chất văn hóa truyền thống của dân tộc cũng giúp các bạn trẻ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà những ngày Tết đang tới gần. Thưa quý vị, An Nhơn được ví như thủ phủ mai vàng của miền Trung. Những ngày này, người làm vườn An Nhơn đang tất bật đưa cây xuống phố, cung cấp cho các thương lái và người chơi hoa để kịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại thị xã An Nhơn có hàng nghìn hộ dân trồng mai với hơn 2 triệu chậu mai trên diện tích 145 ha. Thương hiệu mai vàng An Nhơn mang nét đặc trưng riêng, được nhiều người yêu mai trên cả nước biết đến. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, thị xã cũng đã khánh thành khu trưng bày giới thiệu sản phẩm mai vàng, tạo điều kiện cho các nhà vườn mai giao lưu, buôn bán mai cảnh. Đây là phải nói là cái cây chất lượng á, là anh em đem đến rất là nhiều cây chất lượng. Về quy mô, nó có nhiều cái điều kiện thuận lợi, về thời tiết là một này, về vị trí là hai. Ở đây là cái khu vực này là vấn đề vận chuyển mà sắp đặt rất là thuận lợi cho vấn đề là cây đại. Trong những năm gần đây, doanh thu từ cây mai vàng An Nhơn đạt trên 100 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, năm nay sức mua của thị trường có xu hướng chậm so với mọi năm. Năm trước thì bán 1 triệu, năm nay thì còn 800 đến 900 thôi, là bình ổn của cái giá mai của Bình Định. Một niềm vui lớn đối với người trồng mai vàng tại tỉnh Bình Định nói chung và thị xã An Nhơn nói riêng là cây mai vàng vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Đây là một trong những cái cơ sở rất là lớn để mà phát triển cái thương hiệu mai vàng An Nhơn trong cái thời gian đến. Và An Nhơn thì cũng là để định hướng phát triển cái An Nhơn là trở thành là thành phố mai vàng trong tương lai. Trong những ngày tới, hy vọng sắc vàng rộn ràng của mai An Nhơn sẽ thực sự lan tỏa để các chủ vườn có cho mình một cái Tết đong đầy, trọn vẹn, ấm áp và vui tươi. Thưa quý vị, những ngày qua Hà Nội đón đợt rét mạnh nhất trong vòng 8 năm. Việc chống rét, chăm sóc cho đàn thú ở Vườn Thú Hà Nội cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Vườn Thú Thủ Lệ. Những ngày qua, mạng xã hội đã đồng loạt chia sẻ hình ảnh đàn thú ở Vườn Thú Hà Nội gầy trơ xương, co ro ôm nhau trong giá rét, thu hút sự quan tâm của dư luận, khiến nhiều người dân, nhất là những người yêu động vật, cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, quan sát của phóng viên ngày 28 và 29 tháng 1, các động vật được chăm sóc tốt, nhiều khu vực được sưởi ấm hoặc đốt lửa, căng bạt để chống rét. Đại diện Vườn Thú Hà Nội cho biết, thực tế những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là hình ảnh đã được chụp từ cách đây 2 năm khi các chú khỉ bị ốm, mắc bệnh rụng lông và được vườn thú lập hồ sơ chăm sóc đặc biệt. Không có chuyện các con thú bị chết vì giá rét hay đói như thông tin sai sự thật nhiều người đang lan truyền. Cái công tác chăm sóc được lên kế hoạch cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo, và có bổ sung vitamin và khoáng chất để tăng cường cái sức đề kháng cho động vật. Cho nên là trong cái giai đoạn vừa qua thì tại đơn vị chúng tôi là không ghi nhận một cái ca bệnh nào liên quan đến cái bệnh viêm đường hô hấp đối với cả đàn thú dữ hiện đang nuôi tại Vườn Thú Hà Nội. Vào cái dịp mà Tết Giáp Thìn năm nay thì chúng tôi cũng có cái phương án dự trữ về thức ăn trong những ngày nghỉ Tết, mà để đề phòng tình huống các cái khu chợ, khu siêu thị mà người ta nghỉ lễ thì chúng tôi cũng đã đều có phương án dự trữ về thức ăn, dự trữ về các cái vật tư, phương án chống rét. Vườn Thú Hà Nội hiện đang chăm sóc khoảng 700 cá thể động vật, trong đó có 32 loài quý hiếm. Ngay từ đầu tháng 11, Vườn Thú Hà Nội đã lên kịch bản sẵn chống rét. Dưới 17 độ C kích hoạt sưởi dầu và bổ sung thức ăn, dưới 15 độ C có thêm củi sưởi. Thú móng guốc là một trong những loài chịu lạnh kém, do đó những bếp củi sưởi ấm cho cả đàn thú. Đối với động vật lớn như voi, đơn vị đã lắp đặt hệ thống sưởi bằng điện, bạt che chắn hướng gió. Đối với các khu thú dữ như hổ, báo, sư tử, gấu, công ty có hệ thống máy sưởi dầu ở tất cả chuồng thú, hoạt động 24/24 giờ trong các đợt rét đậm, rét hại.